Đây 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 rồi, đây rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Em thấy chưa? Lưng cá chép kìa. Bên này sâu hơn nên là nhiều con to bên này hơn này anh em ơi. Em thấy chưa? Đã chưa? Đã chưa? Ui, trên kia, trên kia, trên kia, trên đây đấy. Đấy. Toàn lưng cá chép thôi anh em ơi. Hey yo, what's up anh em? Chào mừng em đến với lại vlog nha. Hôm nay trời nắng dã man luôn anh em ơi. Thì cái trận mưa lũ lần trước ấy, ở trên kia kìa, mình sẽ đi lên quay cho các bạn xem nhá. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi bắt cá mùa lũ nha anh em ơi. Đây, trên cái ruộng này là cái ruộng bỏ hoang, nhà mình có cấy cái khoai gọi là khoai khoai ngứa đây anh em ơi. Đấy thì là sau cái mùa lũ thì cá ở dưới cái ao này nó lên rất là nhiều và bây giờ nó bị mắc cạn trên đấy. Thì hôm nay là nhà mình quyết định là bơm nha anh em ơi. Bơm đi để bắt xem là có được nhiều cá không, tại vì cái lúc mà lũ nó lên ấy, mình nhìn thấy cá chép với cả cá rô lên rất là nhiều luôn anh em ạ. Đây anh em thấy chưa? Đây là ruộng bỏ hoang nhá, xong là bây giờ là những cái rãnh này, này đây anh em nhìn này. Những cái rãnh này, đây anh nhìn thấy lưng lưng cá chưa? Lưng cá trên kia kìa. Những cái rãnh này đấy đấy. Cá nó dồn về rất là nhiều. Ôi cá rô nhiều thế, đây này. Wow. Bơm cái này là hình như là bơm được khoảng hơn 10 phút rồi. Đấy, chỉ bơm được hơn 10 phút thôi mà đã trơ cái lưng cá kìa. Lấy lưng cá chép rất là nhiều anh em nhìn. Đấy đấy dậy dậy. Ok thì nữa mình sẽ xuống bắt cho anh em xem nhá. Đây, cả cái phơ ruộng này bỏ hoang hết rồi. Đấy thì là khi mà mùa lũ ấy là nó ngập hết khu này luôn. Và cái cá từ dưới ao kia nó lên, nó rạch theo nguồn nước nó lên đây và bây giờ nó bị mắc cạn đây, thì hôm nay mình sẽ gọi là bắt cá mùa lũ nhá. Đấy, còn lại gì sau mùa lũ. Đây, cá bắt đầu về. Đây đấy đấy, ui nó rục kìa. Đấy đấy, ui con chép kia to thế. Anh nhìn thấy chưa? Anh nhìn thấy chưa? Đấy 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 đấy. Đấy, nó bơi ngược ngược nguồn nước ấy. Trên kia còn rất là nhiều nha anh em ơi, tí nữa mình sẽ bắt cho anh em xem. Đấy, còn chưa tính những cái con nó rúc trong cỏ đâu. Thì không biết là quê anh em có hay bắt cá kiểu này không, như quê mình là mỗi một trận mưa đầu mùa ấy là bọn mình rất hay đi bắt cá. Ngày xưa ấy, lúc còn nhỏ ấy, là rất hay đi bắt cá kiểu nó bị rạch lên ruộng này, hay là nó bị rạch lên trên bờ này, mình rất hay đi bắt cá kiểu đấy luôn. Thì tại bây giờ mình về đây ngồi nghỉ đi cho nó mát. Trời hôm nay rất là nóng anh em ạ, cực kỳ nóng luôn đây anh em nhìn này. Chỉ có đứng thôi mà vãi cả mồ hôi này. Đó, thì bây giờ chắc là mình chờ thêm khoảng 10 hơn 10 phút nữa cho nó cạn một chút thì là mình sẽ xuống bắt rồi mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Để xem nào hôm nay cái ruộng hoang được bao nhiêu con cá. Đây, từ chính từ cao này lên này. Ok anh em, mình đang chặn đầu cái mép này rồi. Đây cho anh em nhìn này. Ở chỗ này là mình kiểu dạng như là không để ý ấy, nó khuất đấy. Đây thấy chưa? Một con cá chép rất là to nó rút lên đây, xong là nó kiểu nó con này nó to nên là cần nhiều nước thì nó chết này. Đấy, ví chưa? Đây này. Con cá to này mà chết, ví thật. Đấy thì bây giờ là đi bắt thôi. Đây này anh em nhìn này. Đợi càng cạn một chút là bắt thôi. Đấy. Rô phi rồi cá chép nhiều. Mé bên này ít, mé bên này này. Đấy có khi mà nó rút vào cả vào trong cỏ kìa. Em thấy chưa? Đấy. Rắn đang cắn con nhái ở đâu nhỉ? Ok, đây mình đi lên trên đây. Quay đi cho anh em xem. Nãy thấy chỗ này nhiều lắm mà. Đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Em thấy chưa? Lưng cá chép kìa. Bên này sâu hơn nên là nhiều con to bên này hơn này anh em ơi. Em thấy chưa? Đã chưa? Đã chưa? Ui, trên kia, trên kia, trên kia, trên đây đấy. Đấy. Toàn lưng cá chép rồi anh em ơi. Bà có bắt đấy không? Gì? Bà có bắt ốc không? Đây có nhiều ốc coi, bắt ốc. Ốc là ốc khủng này. Bắt nào? Em mời cá chép này, nhìn thấy chưa? Chưa. Nhìn thấy chưa? Ừ nhỉ, to thế. Đúng nhá. Trời ơi. Đi em cả. Chép này, anh em ơi. Này. Thấy chưa? Chép đồng à? Đây đây đây. Đồng đây. Ấy. Này cho chép vào đây. Ờ để con đẻ xô. Này. Bắt ốc vào. Này đi. Con nhỏ con to nhỏ thì bắt hết. Bắt hết. To thì à nó lâu mà được không. Ờ lâu siêu. Đấy đấy. Nó sạch đấy. À được rồi. Đây còn nữa này. Đây này anh em ơi. Đi chưa? Cá chép à? Bắn chép ấy. Đây nữa này. Đây này nhìn đi. Nhiều chép đấy. Ao nó lên. Được. Ủa nó rút trong quả nhiều lắm. Đây 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 chỗ này mình mang. Ơ cứ từ từ. Bắt đã. Cháu với chú ngồi chỗ này bây giờ là nó thành dấu chân rồi. Cháu bắt. Có một con cua nào. Nó rút trong quả này. Nó nằm trong quả.
chú ốc nó đáp vào thùng nha chú. Nóng thế nhỉ? Quay đi quay lại vẫn còn. Đâu? Nó rạch ngược xuống. Lấy đây nhá. Còn đấy, còn cá rô. Nóng lắm anh ạ. Nắng à? Nóng. Hôm nay oi nhỉ? Hôm nay oi. Đánh đi. Xin nữa thì sót em chép. Rãnh này bé tí bọn con luôn này. Con chép là đi khỏe thật. Con cá. Nhanh. Đây. Đấy. Đấy. Úi giời. Chạy sao được. Chạy đâu cho hết nắng. Tay anh dài lắm. Chạy đâu cho hết nắng. Còn nữa nha anh em ơi. Nhưng con này bé nhỉ. Này anh em ơi. Bỏ ra khoảng 30 phút thôi là đã đầy cá để ăn rồi này. Nhiều nhờ. Đấy. Nào, đổ nhá. Rộn nước vào. Rộn nước vào. Đấy. Dù phi có, chép to có, chép nhỏ có hết. Nhưng mà có con chép to khổng lồ, nó phải to tầm con tầm này. Kiểu như là nó cạn nước quá thì nó chết rồi. Tí nhỉ. Đây này. Rồi, nước mắt thế à? Con ốc thì con. Ốc này. Ốc toàn ốc, cũng ốc toàn ốc khổng lồ. Ui, nhiều chép nhỉ. Toàn chép, không vô mấy đâu. Đấy. Con này chắc không thả được đâu. Nó bị sặc bùn rồi. Ui giời, ta đục mỗi khi cũng thế mà. Nhớ áo cá. Ui, nắng quá nhỉ, đây. Đây, những con to này là kho được rồi này. Nấu riêu tốt. Những con to nấu riêu này, con nhỏ thì kho cho chó. Cũng chẳng nhỏ lắm đâu, con này rắn giòn đấy ăn cũng ngon nhỉ. Dạ. Ăn ngon chị ăn thế ngon thì hơn. Về hấp với cả dưa, om với dưa. Ừ, đúng rồi, om dưa đấy. Để dưa rộng mổ. Ăn được hết. Ngon nhỉ? Đấy, mò tí thôi. Thế này cứ mỗi trận mưa là đầy cá ăn nhỉ? Sau mỗi trận mưa đầy cá ăn. Quên đấy nha anh em ơi, có lẽ video hôm nay là ngắn thế thôi thì kể lại video là sau. Hôm nay được nhiều cá. Bơi trong cá. Em quay gần chưa? Em quay gần. Nhìn này. Ngớp ơ ngớp, nhìn sạch ngon nhỉ. Cá ruộng chính cống đấy. Cá sạch luôn. Cá này là không nuôi cám gì cả. Toàn ăn rong rêu, ăn đấy. Tạp trong nước thôi. Bèo. Ăn bèo, ăn tạp trong nước thôi chứ không ăn cám gì cả.